À, là từ cái mí này phải không? Là cái mặt tiền này là bao nhiêu? Mấy trăm hả? Hai miếng ha. Ủa, hai cái miếng mặt tiền này bao nhiêu mẫu anh Hải? 18 công. Hai miếng mặt tiền 18 công. Tính là một một mẫu 8 ha. À, tới đây mình là một 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 một, một chỗ chủ đó, phải một không? chỗ đó à. À, một số. Rồi dòng lên trên đó một chỗ. Thì đây tới đó. Đó cái đó là cái À, cái ranh không? Thế ranh kia là hai sổ phải ranh. Đó còn ở ngoài mặt tiền này nó vô trong thì nó rẻ hơn, cái đường không không có À, đường đi thì mua vô trong thì nó rẻ hơn. là hai hai mấy mấy sổ trong ta? Trong cũng 4-5 sổ bên trong. Cái sông này là mình cứ làm Cái cầu hoặc là cống làm hộp mình đắp đi vô đó. cống hộp đắp vô không? Ở đây Linh chờ đệm khoảng mấy cây cây anh Hai? Tầm khoảng 3 bốn cây nữa. Ba bốn cây.